Thưa quý vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Lây, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh phải gần dân, sát dân để chỉ đạo công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm và phát huy lợi thế của xã là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang khi làm việc với Đảng ủy xã Ngọc Linh vào sáng 16 tháng 4. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn. Đến tháng 4 năm 2024, xã Ngọc Linh còn 245 hộ nghèo, chiếm gần 31% và tỷ lệ hộ cận nghèo hơn 19% so với tổng dân số. Về nông nghiệp, xã có 310 hecta lúa một vụ và 5 hecta lúa hai vụ, hơn 330 hecta sâm dây, 22,5 hecta sâm Ngọc Linh và đàn trâu bò gần 700 con. Về hoạt động tín dụng, xã đạt dư nợ hơn 15 tỷ đồng. Xã hiện đạt 8 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Các sở ngành được phân công giúp đỡ xã Ngọc Linh theo quyết định 262 ngày 2 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất nhiều nội dung để định hướng xã khai thác tốt tiềm năng lợi thế về phát triển nông nghiệp, cây dược liệu, hướng khắc phục tình trạng xóa nhà tạm. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã phát triển cây cà phê sứ lạnh, phát triển diện tích sâm Ngọc Linh, sâm dây. Đề nghị xã vận động hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành được phân công giúp huyện để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo. Phải quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 10 tiêu chí và giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống dưới 18%. Đối với sản xuất nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Ngọc Linh khắc phục những hạn chế như diện tích trồng lúa nước hai vụ còn ít, số hộ chăn nuôi trâu bò còn hạn chế, tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao và tiến độ xóa nhà tạm chưa đạt. Kết quả xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo còn thấp. Xã phải chú trọng làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang lưu ý, xã vận động bà con không để đất bỏ hoang và quyết tâm hơn trong việc xóa bỏ các hủ tục, phát triển sản xuất. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Đắk Lây cùng các cơ quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn với xã để giúp xã thoát khỏi khó khăn, giúp nhân dân xã Ngọc Linh thoát nghèo, làm giàu nhờ khai thác tốt lợi thế của địa phương. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tặng quà cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh, tặng 5 phần quà cho hộ nghèo của xã.